Dạ vâng, con là Vườn Lan Linh My ạ. Con xin được kính chào toàn thể các bác yêu quý hoa lan nhé. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6. Hôm nay thì Vườn Lan con có rất là nhiều lan hồ điệp đang có ngộng hoa. Thì con mời các bác nhà mình xem mua ủng hộ con nhé. Đang rất là nhiều luôn. Và ở đây thì sẽ có các cái màu như là màu tím này. Màu hình như là có màu hồng, màu tím. Đang có ngộng hoa ấy về này các bác này. Và có cái hàng phân nhánh cái hoa đẹp như vậy đây các bác này. Ủa ơi, cái đẹp như này mình không chơi được, hơi tiếc luôn nha các bác nhà mình ơi. Đây thì hôm nay nhà con sẽ bán, hôm nay con đi việc, con không có nhà. Thì hôm nay con về con bán giá yêu thương cho các bác nhà mình cái lô này nhá. Đây thì lô này thì nhà con đang bán với giá là 40.000 cho một cây đúng không ạ? 40.000 một cây và các bác mua 10 cây thì là được bao ship. Lô này thì cái giá đấy thì cũng gọi là tương đối là rẻ rồi. Vì hàng ngồng. À, khi đóng lên nó to, nó dài ấy các bác. Cái tiền ship nó cũng nhiều. Nhưng thôi được rồi, hôm nay con về lại thì con bán hàng. Thì con cũng mong các bác ủng hộ con nhá. Hôm nay thì con sẽ bán là 350.000 10 cây cho các bác nhà mình nhá. Giá này là gần như là hết tiền công luôn. Nhưng mà con vẫn bán cho các bác nhà mình nhá. Vì tiền ship cái lô này nó khá là cao các bác ạ. Các bác nhận hàng là các bác sẽ thấy cái thùng nó dài ấy. Thùng nó dài. Cái màu này đẹp này các bác này. Màu này đẹp thật luôn. Hàng này hàng phân nhánh mini này. Ôi ôi. Bác nào mà chưa có cái phân nhánh mini thì các bác chơi đi. Cái này đẹp lắm này. Nhưng con nói luôn là cái lô này cây nó hơi xấu đó ạ. Cái này là hàng của Việt Nam mình. Hàng có Đà Lạt. Nhưng mà cái cây thì nó hơi xấu đó các bác nhà mình ơi. Nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng hoa nhá. Chỉ có cái cây là nó xấu đấy. Mọi người mình xem qua giùm con này, cái màu này là cái cây nó hơi vàng lá một chút này. Đó, còn cái cây màu này thì nó đẹp hơn một chút này, ngồng dài to hơn. Cây này là hồng với lại tím. Đây các bác xem cái mặt hoa này. Đây các bác ơi, cũng đẹp nhờ. Hoa đẹp chưa các bác ơi? Các bác nhà mình có nhu cầu đặt hàng mình gọi vào số điện thoại là 0382 035 821 ạ. Địa chỉ cụ thể nhà có nhà con là ở tại thôn Xét, xã Đình Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Và con cảm ơn toàn thể các bác nhá. Đây các bác muốn đặt số lượng bao nhiêu cây thì tùy các bác nhá. Ví dụ các bác đặt dưới 10 cây ấy cũng được. Các bác đặt bao nhiêu cũng được, nhưng mà dưới 10 cây ấy thì tiền ship của cái hàng này ngồng dài dài này này thì nó cũng hơi đắt đấy. Con sẽ tính cho các bác, ví dụ các bác lấy dưới 10 cây thì mình giá là con tính cho các bác là 40.000 tiền ship nhá. Rồi còn đâu thì bên nhà con tự giá. Đó, cứ lấy dưới 10 cây thì mình cộng thêm 40.000 tiền ship cho con. Và hôm nay thì con có thay đổi cái cách xưng hô, cũng mong là được gần gũi với các bác hơn và được các bác thương yêu hơn thôi các bác nhá. Để con nhận thấy một điều là khi mà con bán hàng á, thì rất là nhiều bác lớn tuổi. Các bác toàn bằng tuổi cha mẹ hoặc tuổi ông bà con thôi. Nên con không xưng bằng tuổi em nữa. Con sẽ xưng bằng con nhá. Nên là mọi người nhà mình thương yêu ủng hộ con với ạ. Số điện thoại là 0382 035 821 ạ. Và cái lô hàng này mong các bác ủng hộ con này. Với cái lô này nói thật ra là nó cũng rẻ, cây nó hơi xấu. Nhưng mà thật sự là nếu mà mình bỏ ra với cái giá tiền là 350.000 10 cây hồ điệp như thế này thì chơi hoa thôi cũng đã sướng rồi ạ. Cũng đã xứng đáng lắm rồi ạ. Nên là các bác nhà mình ạ, nhanh tay mua đi ạ. Vì cái vườn này nó không còn đâu. Con nói thật như vậy đấy. Hàng này là hàng thanh lý của Đà Lạt. Đó, cái số lượng thì nó chỉ có giới hạn thôi. Mà các bác bảo bây giờ 35.000. Đây như cái chậu này có con đây. Con chơi đến giờ là hơn nửa tháng rồi nhá. Đây là chơi hơn nửa tháng. Đây là cu con nhà con nó ngắt hết cái hoa nụ này này mọi người này. Hơn nửa tháng rồi nhưng mà hoa nó vẫn còn như thế này. Với cái giá 35.000 một cây thì thử hỏi mình có xứng đáng để chơi không ạ? Các bác làm một bình 10 cây. Đó, rồi các bác chơi một tháng trời hoa mới tàn. Với cái giá 35.000 thôi ạ. Là các bác mua 350.000 một chậu. Các bác làm một chậu to đúng 10 cây thôi. Hay 5 cây, 10 cây gì đó. Các bác chơi suốt cả tháng trời. Con nói thật với các bác. Các bác sẽ cảm thấy là xứng đáng với cái đồng tiền và gọi là rất là rẻ. Chứ không phải xứng đáng là rất là rẻ luôn. Cái hoa này thì từ cái lô trước đấy các bác biết không? Từ cái lô mà con bán 55.000 một cây đấy. Cái hoa này thì mà lô này không có cái màu này nhá. Cái hoa này thì cái lô này thì cái lô mà con đang bán đây này thì màu hoa đẹp hơn.
Đấy con nói thật là vậy, màu nó đẹp hơn đúng không các bác? Còn màu hồng với các cái màu khá là đẹp hơn. Lô này trước đấy là màu nó không đẹp bằng. Đây cái hàng phân nhánh này mà bảo không chơi thì chơi cái gì, với cái giá 35.000 các bác ơi. Để mình bỏ ra 35.000 mà mình ngắm một bông hoa suốt cả một tháng chơi thì cái giá nó rất là rẻ luôn. Và con cũng nói rõ là cái lô này cây nó hơi vàng vàng, nó hơi xấu xấu như vậy đó các bác ơi. Vì cây ở vườn Đà Lạt mà các bác mà, nó không được xanh mướt, không được nó ấy như kiểu như hàng Trung Quốc đâu. Nhưng hàng Trung Quốc thì khi các bác trồng nó, ui dồi cây này nó phân nhánh kinh khủng luôn, thì nó hay bị thối lũn cây lắm nha, nó hay hỏng cây lắm. Cái này tuy nhìn nó vậy nhưng mà nó lại khỏe cây hơn. Con xin được đọc lại số điện thoại các bác nhé. Số điện thoại đặt hàng bên nhà con là 0382035821. Địa chỉ cụ thể ở tại thôn Xét, xã Đình Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Vâng, con xin cảm ơn mọi người. Xin kính chúc toàn thể mọi người an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống này ạ. Con chào mọi người nhé. Mọi người lấy cái bông này đi đẹp này.